Đây, chút đấy. Đang dẫn mấy bạn đi bắt chuột ông luôn nha các bạn. Thì cũng nhà đang cũng mua một phần mấy bạn này quê nè. Giờ này dẫn mấy bạn cũng đi bắt chuột. Livestream này chia sẻ cùng mọi người. Rất vui được biết Vân Anh nha. Thì bắt chuột đồng luôn. Chứ hết đồng là sao á. Đây là mấy bạn cúng đây nè. Vân Anh có dịp dẫn hai cúng ra đồng đã luôn á. Cho nó tụi nó ra đồng rồi. Tụi nó đi săn chuột. Cho nó vừa hoạt động luôn á. Thích luôn mấy cúng nha. Anh ở Hồ Giang Vân Anh ơi. Ôi chuột. Xuống đang được chuột. Xuống. Mấy bạn kia bắt được chuột anh để lại. Dính luôn rồi.
mà mấy con cúng này nó thích bắt chuột với lại nó chăn bịch, nó biết đi lùa vịt luôn á con anh. À, nó lùa vịt tiếp nha, cho đi quen à. Su nè, su nè, người ta dẫn cái này nè, nếu gần vịt nó sợ. Qua dặn như này cái luôn qua bờ này rất nhiều thì khó hơn ạ. À, chào các bạn, đây là cái đồng quê mình. À, bây giờ mình dẫn mấy bạn cúng đi bắt chuột tiếp. Ô phèn. Xô. Ô, xô quá trời ơi. Đi xuống ơi, đi xuống đây. Cảm ơn Vân Anh nha. Rồi mấy bạn đi tiếp bên đây. Mày có chuột không? Ê mấy ơi, go 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 go. Có
đi, đi. Lên. Bước lên. Go, 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 go. Này. Đi con, đi đây. À, đi nhầm nhầm đi, có bắt chuột không? À, chào, chào các bạn đang xem nha. À, bây giờ trong ngay cái này còn không có cái chuột không? Giờ đang thử dẫn đi. Nhưng mà cũng đi nhầm nhầm coi. Đúng rồi, bọn anh toàn chân dài không à. Có bạn này dài nhất nè. Bạn bên kia là chân dài tới nách luôn. Còn mấy bạn kia thì bạn hơi lùng. Nó lùng đè Úc lùng Úc. Đây là Úc. Úc nhà Úc. Úc. Đây con. Úc. Chào chị kìa. Cô, cô. Kìa, mấy cái kìa. Mấy cái có rồi. Lũ chuột dầm bay bay. Đây mấy đứa ơi, bên đây. Bắn lên. Go, go, go. Go. Kìa, kìa, kìa. Tới kìa. Ở bên kia có một cái này, bản thân phát hiện không? Có một cái chuột bên kia rồi. Giờ mới nghe. Đây là mình chạy qua đó. Chân ngắn à, chắc à, chó phóc hay gì em? Cũng phóc hả? Phóc có một gai ruộng, nội ruộng đã luôn á. Chân ngắn rồi, loại gai ruộng là cái gì mà mấy chân giống bạn cút này nè. Bạn cút này cũng chân ngắn nè, mình mấy đang thui cho nè em. Đó, ở đây có chuột nè. Nè, à, em xem nè, tụi nó bơi tự bơi nè. Anh không có đem len nó cho tụi nó tự bắt đi. Dạ. Nè. Nó chạy ra vô nhẽ. Đây, cái này. Giỏi lắm thả không con? Thả đi, đây, đây. Đất, thả xuống, thả xuống. Thả xuống, thả xuống. Mua đất. Đất, thả xuống. Đất, mua kìa. Nghe không? Mua kìa. Hai con rồi đó, đẩy con này là hai con. Đây. Bỏ đi nè, đi đi, đi. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Chùm. Chùm, nè con. Đi kìa, đi kìa. Đây có một cái bạn. Ô, ô, ô. Luôn. Dính này, nó dính này. Nó ăn chuột các bạn. Nó ba bạn. Thế luôn. Bấm đây mấy đứa ơi, đây. Ô, 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 ô.
Thu. Bây giờ mấy anh em mình vào đây bắt cái dẹp đây đi. Kim ơi. Chào các bạn nha. Chúc các bạn buổi chiều được nhìn mình vui nha. Chiều nay thì tao người mấy mình cúng đi chuẩn bị bắt chuột tiếp. Lên. Sâu đúng mình kia đi phía trước đây. Bốn kia đang chuột rồi học về tiếp theo luôn. Go, quickly. Go. Go. Xin chào hai bạn đang xem nha. Tân đang live stream trực tiếp tại ở quê Tân. Dẫn các bạn cúng nhà ruộng buổi chiều. Rồi. Đây bạn vàng. Bạn bá, bạn này khôn lắm. Bạn này đang trước là chum. Bạn trước kia thì cây su. Mấy bạn đi thẳng này để tìm chuột để bắt mấy bò nè. Cảnh này cảnh quê đang luôn. Hello. Go. Nhá. Yeah. Bò đã dắt mấy con này để em bắt kia mấy con. Đâu chưa? Đó luôn. Nhỏ kiếm hang cặp mé này cho cái chuột mà để coi bạn được ghê vẫn bắt được thôi kìa. Jump. Mấy bạn này đã mất thôi. Jump vô nè. Em chôm. Thu vô. Chôm. Đây con. Đây nè. Mà là chôm. Em chôm đó bạn ơi, bạn thích đi lội ruộng rồi bạn bán kiếm dịch đó. Bắt đầu bạn biết đi kiếm dịch bán ruộng dịch được bây giờ. Bạn bị nghiện cái dịch luôn rồi. Hả bạn ông nha bạn dạy ra từ giữa dịch bán đi vòng. Không biết là kiếm dịch ăn hay bán làm gì nữa. Mấy bạn làm gì ăn kìa. Đây là bạn. Đi vào thẳng hàng cũng được. Tiếp luôn xu. Tới con. Ủa.
lên. Rồi đánh hai chùm đi, chùm bán hàng của dịch chùm. Chùm ơi vô đây là chùm ơi, chùm mấy khôn heo giờ mình chỉ cần chọn đất là nó vậy vô à. Nè chùm nè đó, khôn lắm. À, bây giờ coi tới cái bờ he này coi có chuột không. Cái này đang kiếm. Bạn vàng thì bạn đang khảo sát cái bờ bên kia. Nếu có thì bạn sẽ bơi vào để chạy qua. À, bạn nó đang gợt chim đó mọi người. Gợt chim lối. Bạn đợt cũng đợt khôn lắm. À, bạn đang gợt chim lối kìa. Đen. Đây có xong mấy đứa nó bắt hồi cái này nữa. Có không? Đó luôn. Lát nữa tao sẽ qua cái vòng kia. Đó mấy bạn, bây giờ đang vô về đây nghỉ mệt rồi. Chắc lát nữa sẽ quay cho các bạn xem để clip khác nha. À, bây giờ cũng tối để lát nữa ta lùi dịch quá cái lùi dài hết trong cái thời gian đang ra. Quay cảnh là chim bắt ruột đây cho các bạn xem nữa. À, bây giờ mình nghĩ bằng cái tuổi nhỏ này là đã uống nước cá nước rồi. Chưa cửa để gom nó đây hết cái. Nè. Ô. Vô. Còn bạn bè kia thì bốn đứa. Bữa nay tân đi 2, 4, 6. Nay đây dặn 7 đang cúng ra ruộng chơi với tân. Chưa ruộng ta bắt ruột mà. À, không có đem cái gì theo với cho tuổi nhỏ thì bạn. À, bây giờ tân xin kết thúc video livestream và mấy chuột của mình ngày hôm nay nha. Bây giờ đó hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của tân nha. Và các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tân và nhớ đăng ký kênh ủng hộ tân nha các bạn. Bye bye mọi người. Chào tạm biệt mọi người con. Chào tạm biệt mọi người đi. Được. Úp. Sâu. Con vũ lòng đó nha, con vũ lòng nè. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, bye bye. Rồi chào tạm biệt mọi người.